Thầy Park lưu luyến chia tay đội tuyển Việt Nam với hành trình đầy đáng nhớ và thú vị. Ngày 17 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức xác nhận sẽ kết thúc hợp đồng vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022, khép lại 5 năm gắn bó. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam, một hành trình đáng nhớ và cũng rất thú vị, ông Park trải lòng. Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà Việt Nam đã dành cho tôi. Thầy Park chia sẻ, dù là thời điểm bắt đầu nhận chức, cho tới sau khi không còn là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông vẫn mong muốn làm cầu nối để duy trì và tăng cường mối quan hệ, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. AFF Cup sắp tới sẽ là giải đấu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, vì vậy ông Park đặt quyết tâm giành chức vô địch. Phía VFF tin tưởng ông Park sẽ nỗ lực đạt thành tích cao nhất ở AFF Cup 2022, từ đó khép lại hành trình 5 năm đáng nhớ với bóng đá Việt Nam.